Hello mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Blue. Hôm nay thì mình sẽ làm một clip để chia sẻ về cái cách chơi của mình. Và cái cách này có lẽ là ít người quan tâm đến. Mọi người đa số quan tâm đến cái như kiểu đào khoáng hay là làm gỗ hơn, hoặc làm ceramic. Nhưng cách của mình thì khác, của mình sẽ nuôi ong và nuôi gà nha. Thì đầu tiên mọi người ở cái trang web này mọi người để ý này. Khi mà nuôi một con gì á, ví dụ như con gà, thì level 0 nó sẽ cho mình một trứng trong một tiếng. Đó, đây return 1 này trong một tiếng. Lên level 2 thì nó sẽ có tỷ lệ ra cái trứng đỏ này cũng một tiếng một lần. Level 5 thì nó sẽ có tỷ lệ ra cái trứng bom này nha, cũng một tiếng một quả. Và không phải là nó ra quả, ví dụ nhá, không phải là nó ra quả trứng đỏ này thì nó sẽ không có trứng thường nha. Mà nó đã ra trứng đỏ ấy, thì nó ra cả trứng đỏ lẫn trứng thường. Hay là như ong, nuôi ong beekeeping thì đây nó sẽ ra level 0 nó ra honey. Khi bạn level 2 á thì chắc chắn nó sẽ ra honey, hoặc là nó sẽ ra vừa honey cộng với cả hai cái wax này. Lên level 5 thì nó sẽ ra queen bee, và đặc biệt là khi mà ra queen bee thì sẽ không có honey hay là wax nha. Thì 45 phút một lần nhận được 3 honey, là may mắn thì ra được thêm hai wax, hoặc là may mắn khi level 5 nữa thì ra được hẳn một con ong luôn. Còn một cái nuôi nữa là tơ tằm, thì cái này á nuôi mọi người sẽ lỗ, nhưng mà khi mọi người dùng cái nguyên liệu để đi chế những cái lưng cao hơn như silk rope này, silk glow này hay những cái khác thì nó sẽ có lời nha. Cho nên là cái này mình không không xếp chung vào cái nuôi gà và nuôi ong. Thì mọi người để ý cái bảng tính của mình nhá. Đây thì hiện tại mình nuôi 12 con ong nha. Thì đây là cái mà mọi người có thể nhận được này. Ví dụ như ở level 1 này thì mọi người có thể nhận được 3 honey khi mà nuôi ong, thì giá bán cho người chơi 3 cái honey là nó sẽ dao động khoảng tầm 1,55 berry cho 3 honey. Một trứng thì là hiện tại đang 1 berry, đấy là bán ở trên chợ VIP á, hoặc là bán cho người chơi khác. Level 2 thì có tỷ lệ nhận được 2 wax, và giá hiện tại của nó 2 wax là 28 berry. Cái này thì mình chưa khảo giá. Thì mình sẽ đi khảo giá luôn cho mọi người xem nhé. Người check giá ở đây, mình thường bán ở đây cho nó nhanh nhá. Cho tao một ép này. Đấy, hiện tại của nó là một quả là 45 đúng không? Rồi tiếp theo là quả ép Poison này. Đây. Quả của nó hiện tại rẻ nhất là đang bán 81, thì mình lấy 80 cho tròn nhé. Rồi thì với như này á, hiện tại mình đang chỉ nuôi 3 con gà thôi, cho nên là mình chưa đủ level 2 để à, mình đủ level 2 rồi nhưng mà nó chưa ra được quả trứng này bao giờ, thì mình chưa thể liệt kê được thu nhập một ngày. Thì mình sẽ tính thu nhập một ngày của mình từ việc nuôi ong, chưa tính trứng gà nhé. Trứng gà một ngày mình sẽ thu nhập được khoảng tầm 4 đến 50 quả trứng gà nữa, thì là 40 đến 50 berry, chưa tính là nó có thể ra được cái trứng đỏ này. Thì hiện tại mình đang nuôi một ngày là 12 con ong, và mình sẽ thu hoạch khoảng tầm 10 lần thì được khoảng tầm 300 honey, 50 watt, và mình sẽ tốn 360 energy cho thu hoạch 12 con ong này 10 lần. Bởi vì thu hoạch mỗi lần sẽ mất 3 energy nha. Thì mình hẳn còn dư 1.500 energy, mình trồng được 189 cái watermelon là được 2.268, cộng với số tiền bán watch là 50 watch là được 700 berry. Đấy là cái số watch này nhá, nó sẽ may mắn nhá. Có ngày thì bạn được cực kỳ nhiều, có thể nhiều hơn 50, có ngày nó sẽ được ít hơn 50, thì mình tính số trung bình. Rồi và 300 honey thì nó sẽ được khoảng tầm 135 berry. Đó thì một ngày mình sẽ được từ trồng cây và nuôi ong, mình sẽ được khoảng tầm 3k1 berry, chưa tính gà và chưa tính bỏ thời gian chơi left right để kiếm tích cực, kiếm tích cực để quay ở cái phòng ra energy đem đi bán được bây giờ là 88 đồng, 88 berry một bình, hoặc là nuôi ong. Thì cái này á, nuôi ong thì mọi người sẽ tốn 220 berry để mua một con nha. Thì lấy là cái giá chung mọi người mua từ người khác ấy, còn mua ở trong shop thì nó là 1.000 cơ thì không lên. Còn con gà ấy, thì con này cực kỳ khó kiếm, chỉ có thể kiếm được thông qua điểm danh hàng ngày hoặc là mua trong shop.
mà cái lượng clone lợi này nó ra cái hệ thống để uy tín ấy, thì làm clone bị giảm gần như là hết, cho nên là sẽ cái lượng cung của con gà ra cực kỳ ít và giá nó đang tăng lên khoảng tầm 420 đến 450 đồng một con nếu mà mua được lại từ người khác nha, kiếm được người để mua cũng khó nha, hoặc là mua 500 đồng một con ở trong shop luôn đó. Thì ở đây mình có để luôn bốn cái đảo có bốn chuồng nuôi ong, 2655 này, 2499 và 4172. Thì hình như theo mình biết ấy, thì ngoài ba cái đảo này thì đa số các đảo còn lại thì nhiều nhất chỉ có ba cái thôi. Thì mọi người có nuôi nhiều hơn 12 con á thì mọi người có thể tìm ở trong Discord nha. Mọi người vào đây này, come come with me này, mọi người xem cái đảo nào nó để có nhiều chuồng nuôi ong thì mọi người lại. Còn cái chuồng nuôi gà nhá thì là nó đi theo đảo, mỗi đảo chỉ có một cái thôi, một cái chuồng thôi đó, không có nhiều hơn một cái đâu nha. Và sẽ có đảo có đảo không, thì mọi người có thể tìm những cái đảo mà nó có chuồng gà mà nó đứng liền nhau á, thì mọi người nuôi gà thì nó dễ quản lý hơn, đỡ phải lưu nhiều đảo. Rồi thì đó, đây là cái cách của mình. Còn đâu nhiều người người ta theo trường phái là đào khoáng này, chế gỗ này, thì cái đấy làm nó mất thời gian nên là mình không theo, nên mình cứ chơi bình thường, xong mình đi nhận thôi, đi nhận xong trồng cây, trồng cây xong thì cứ canh lúc nào rảnh thì mình lại đi thu ong thu gà. Đó là cái cách chơi hiện tại của mình. Thì một đá vip thì nó sẽ được khoảng tầm 3.000 berry một ngày, có thể nhiều hơn nữa nếu mà mình lên được level 5 nuôi gà và level 5 nuôi ong nha, hoặc là mình sẽ bỏ thời gian đi làm left right này thì kiếm được khoảng tầm 1-2k nữa thì nó sẽ rơi khoảng 5k một ngày đó đối với một đá vip. Thì đây là cái chia sẻ cách chơi của mình, thì mọi người có thể tham khảo, hoặc là ai có cách chơi hay hơn thì có thể chia sẻ với comment giúp mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người tại cái video lần sau.